Ok, xin chào 500 anh em, chào mừng em đã quay trở lại thế giới Minecraft của mình. Và mình là Thắng đẹp trai đấy. Thắng đã cho các bạn xem táo VIP này, giày VIP này, vật tổ trường sinh VIP nữa nè. Và hôm nay là cho các bạn xem tất cả các loại cung VIP trong thế giới của Thắng. Thôi chúng ta bắt tay đi chế tạo ngay thôi. À, có bạn hỏi là vì sao Thắng chơi ở chế độ sáng tạo mà Thắng vẫn phải chế tạo? Là bởi vì trong cái bảng công thức của nó là không có lên Thắng phải chế tạo thì nó mới ra. Ok, đầu tiên là Thắng sẽ phải làm một cái rương chế tạo ra cung. Một cái rương riêng biệt chứ không phải là cái rương nào cũng chế tạo được cung đâu. Ok anh em, bây giờ là Thắng sẽ phải lấy một cái cung này và một mũi tên này. Đó, như này thôi. Rồi, Thắng sẽ đặt cái gỗ để ván gỗ sồi này. Thế, à khoảnh, đây là gỗ bạch dương. Và Thắng sẽ đặt một cái rương chế tạo ở giữa này. Đó, cái cung ở trên này, cái mũi tên ở dưới này và lấy một cái rương chế tạo đã. Trời ơi, cái rương chế tạo. Không phải là cái rương chế tạo mà là cái bàn chế tạo để làm cung ấy. Đó, kiểu như nâng cấp đó. Đó, cái bàn này này. Ok, vậy thằng là thằng đã có một cái bàn chế tạo riêng biệt nâng cấp rồi. Đó, đây đó, là cái bàn này này. Ui, VIP chưa? Các bạn thấy không? Cái bàn nào của thằng cũng VIP luôn. Thì VIP thì nó mới chế tạo ra cái đồ VIP được. Rồi, đặt đây và cái cung sẽ đặt ở giữa. Ok, vậy là đã có ngay một chiếc cung bằng slam rồi. Nhưng mà không cần cung tên đâu, không cần mũi tên đâu. Đó, bay đây, bây giờ test xem nào các bạn ơi. Thầy sẽ bắn con ngựa thây ma kia nhá. Để xem là cái cung slam sức mạnh của nó kiểu gì. Wow, bắn con ngựa thây ma là con ngựa thây ma nó sẽ nhảy cao lên. Ui, kiểu như là mình nhảy trên cái cục slam ấy. Được đó, hay đó. Rồi, thằng sẽ bắn. Đây, đầu này có nhiều lợn quá. Thằng sẽ cho một con lợn tập bay nha các bạn nhá. Đây. Hai con lợn, wow. Con nào bé hơn thì con đó sẽ nhảy cao hơn. Đúng rồi, thằng sẽ tìm một con gà. Con gà thì nó bé hơn, chắc chắn là nó sẽ bay cao hơn rồi. Ê, con gà sẽ bay cao 100m luôn. Con gà nó không kịp bay luôn. Thằng bắn mũi tên vào nó phát là nó ngất xỉu luôn. Nó không bay được. Không kịp bay luôn các bạn ơi. Rồi, quả cung TNT nha. Thì công thức nó cũng chỉ như thế thôi. Và thuốc súng ở... À, quên mất thằng phải lấy một cái cây cung thường ra nữa. Có ngay cây cung thường. Ok, và đây là chiếc cung TNT anh em ơi. Ui, cây cung TNT là các bạn đoán ra rồi. Bắn ra là sẽ phát nổ là cái chắc luôn. Wow, cây cung này nó còn tóe ra lửa luôn này các bạn này. Ui, ghê nha. Là rồi, thằng sẽ mang nó sang sa mạc để thằng bắn mấy cái con quái vật khô tàn. Ê, ui các bạn ơi. Wow, đẹp chưa. Wow, bắn tới đâu là lổ tới đấy luôn. Trời ơi, VIP thực sự luôn, thằng bắn lên trời. Ui, để xem nó cắm vào người thằng có lổ không. Wow, nó xuống. Ui, wow, mất luôn hai khối cắt. Các bạn nhìn này, thằng sẽ cắm đúng người của thằng luôn. Cho nó rơi đúng người của thằng luôn. À, cung tên đây. Ui, nó lại rơi sượt mình rồi. Rồi thôi, đi tìm mấy con quái vật khô tàn vắt. À, quả đất này, quả đất sao lại bọc. Ui, ghê chưa. Bắn ra nó không bị vỡ tung nha, vẫn nhặt được luôn, xịn chưa. Cây cung tiếp theo sẽ là cây cung chế tạo từ cái thế giới kết thúc. Và đặt cây cung ở giữa. Ui, đó, cây cung liên quan tới thế giới kết thúc nè. Ôi, các bạn đoán ra sức mạnh của cây cung này nó sẽ như thế nào. Đây, thằng sẽ bắn, thằng bắn mấy con lợn đấy nhá. Đây, con lợn này. Con lợn này, wow. Cây cung này đẹp dã man luôn các bạn ơi, nhìn này. Trời ơi, bắn nó ra những cái khói màu hồng đẹp dã man luôn. Trời ơi, con xịt kem mà cũng cầm cái quả cung xịn xò kìa các bạn gỡ đó. Xịn nè. Ui, sao cây cung này bắn cảm giác nó không có gì. À đây, bên này có mấy con xịt kem này các bạn này. Nào, bắn xem nào. Ui, à, bắn nó là nó sẽ dịch chuyển như kiểu anh người Ender luôn đấy các bạn ơi. Nào xem nhá, đây con skeleton này nhá. Ui, kiểu nó dịch chuyển ra cho khác như kiểu người anh Ender. Con này. Ui, phát này nó lại không dịch chuyển các bạn ơi. Đây con này. Ui giời ơi, phát này cung của mình nó hết tác dụng rồi sao ấy. À, các bạn xem nhá. Nè. Nè, ôi giời ơi. Cây cung này là thằng sẽ chế tạo từ cái khối mật ong và cái chai mật ong nhá. Đây, khối mật ong đặt ở đây và lọ mật ong. Ê, chai mật ong ở đây. Ok, và đây là cây cung mật ong này các bạn nè. Rồi thử luôn. Có con kiều. Xem nào, ui, nó bắn ra mấy con ong thì làm sao nhỉ. Hoặc là bắn ra mật ong. Xem nào.
Wow, trời ơi, nhìn chả rõ đi. Con cừu nè. Ui, trời ơi, coi, đúng rồi, con cừu nó sinh ra mật ong luôn. Wow, oh my god, bao nhiêu là mật ong luôn nè. Trời ơi, hết rồi. Rồi, con nhện nó sẽ sinh ra mật ong các bạn nha. Con nhện nó sinh ra mật, wow, nhìn mật ong nó xịn dã man luôn. Ui, 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 bao nhiêu nè. Thật ra bắn thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều đó. À, con này, con này, con này nữa, con này nữa, con này nữa, con này, uầy, wow, quậy lên dưới chân này, uầy, uầy. Và cây cung tiếp theo sẽ là cây cung pháo hoa nhé, anh em ơi. Cây cung pháo hoa chắc chắn là các bạn đã đoán được ra nó bắn ra cái gì rồi đó. Nhưng mà thằng vẫn phải chế tạo để nó đẹp. Ở bông pháo hoa thì sẽ để đây, bông hoa sẽ ở cạnh này, cạnh này, cạnh này, ok. Cung ở giữa và quả pháo hoa sẽ ở đó. Uầy, 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 cây cung pháo hoa đây. Tèn 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 tèn. Tiếp 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 các bạn ơi, tiếp tiếp. Đây, ra kia gặp nhiều con bò này. Cung pháo hoa, các bạn nhìn này, nhìn này. Uầy, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Bắn lên trời nhá. Bắn lên trời là nó sẽ không ra pháo hoa đâu, nhưng phải bắn vào một cái mục tiêu gì đó thì nó mới ra pháo hoa. Uầy, cũng ra luôn anh em ơi, cũng ra luôn. Đó, bắn nhạc nhộng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uầy, wow, wow. Xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa. Uầy, nhiều khói quá, bên tay không ai nhìn được luôn này. Đó, wow. Oh my god, lại nha các bạn, lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, wow. Như kiểu pháo hoa bắn ngược lên trời mà rơi xuống đất. Trời, xịn xò đây, đây, đây. Cây cung tiếp theo của chúng ta thì là cũng sẽ liên quan tới những con ong. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không bắn ra mật ong tuyết tuyết như là vừa lấy đâu. Rồi, bây giờ thằng sẽ cho tổ ong như này và sáp ong nó sẽ một hàng như này. Ok, bây giờ cho tiếp là cái cây cung. Wow, có ngay cây cung từ những tổ ong và sáp ong. Rồi, các bạn ơi, bây giờ là thằng sẽ bắn ra này, tèn tèn tèn. Ôi, cái con ngựa xương này hôm nay là vật tí nhiệm cho mình rồi. Để xem là nó có ra mật ong không nha. Chắc chắn nó không ra được các bạn ơi. Wow, nó bắn ra mấy con ong bạn nè. Ui, 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 nó bắn ra mấy con ong. Nhưng mà bắn mấy con ong này xuống đất là nó sẽ bị toi mạng luôn. Đó, nó sẽ bị toi mạng luôn. Con ong này nó không gây ra sát thương đâu các bạn ơi. Đây, cho con ong đốt con lợn ăn thì cho con ong đốt con gà này. Cho con ong đốt cả đó. Không có cái tác dụng gì luôn. Mấy con ong này cùi quá. Kiểu như là mình sẽ phóng sinh ra mấy con ong này cho nó bay này. Bắn nó ra cho nó tìm về tổ để nó làm ra những mật ong để cho mình ăn tiếp. Và cái cây cung này thì nó sẽ liên quan tới bột redstone nha. Không biết là thằng sẽ tạo ra cái cây cung gì đây. Và một ngôi sao leather. Ui, ngôi sao leather là nó hơi bị vip đấy. Nên là cây cung này mà có ngôi sao leather kết hợp ấy. Ui, thì chắc là nó mạnh lắm đây các bạn nè. Rồi, đặt ngôi sao leather ở đây. Và bột redstone ở trên với cả dưới này. Cây cung thường ở giữa này. Và đấy, bột redstone. Ok, yo. Ok các bạn ơi, thằng đã có ngay một cái cung xem nào. Cây cung này nó tên là Lightning Bow. Uầy, cây cung Lightning Bow không biết là như nào đây. Rồi, ok các bạn ơi, thằng sẽ bắn nó xem nha. Tên tên tên, để xem nào. Wow. Cậu ơi, cây cung này bắn ra sấm chớp này. Để xem nào, đó. Thằng sẽ biến cái con lợn này thành con lợn thây ma nha. Bởi vì là cây cung này nó bắn ra sấm chớp mà. Các bạn nhìn này. Wow, ghê chưa, con lợn thây ma này. Uầy. Uầy, xịn sò thật. Rồi, ta sẽ bắn con bò này biến thành con bò thây ma sẽ được nhá. Wow, con bò này nó không biến thành con bò thây ma. Bắn con gà, biến con gà thành con gà thây ma. Con gà thây ma. Ui dồi ôi, con gà này nó ít máu quá nên bắn phát nó ngõm luôn. À ok các bạn ơi, đó, thằng phải mang cái cây cung này vào cái thế giới. Ai, mang cái cung này vào thế giới kết thúc để test xem nha các bạn nha. Ý, bên này có mấy anh Ender này, ok. Đó. Mấy anh Ender, ủa. Trời, mấy anh Ender làm phép dịch chuyển nhanh dã man luôn nên là cây cung của mình nó không kịp ra sấm chớp này. Wow, cậu ơi, nhìn này nhá. Thằng bắn anh Ender. Đó, thằng bắn trúng anh Ender. Xong rồi anh Ender làm phép dịch chuyển nhưng mà vẫn không chạy nổi được cái tia chớp của thằng, các bạn ơi. Là, để nhá. Chạy đi nè.
đâu rồi? À, anh này chạy được mất tiêu các bạn này. Đây anh này đứng im. Đứng im chạy nè, chạy ra đầu kia nhưng mà không chạy được tiên sét của mình. Cái cây cung lần này thằng chế tạo chắc là nó cũng xịn lắm nhá, bởi vì là nó cũng được làm từ cái ngôi sao Nether và hai viên kim cương và cái mảnh vụn Nether nữa. Rồi. Mảnh vụn Nether này và hai viên kim cương, một cái cung thường nữa. Ok, bây giờ đến bước chế tạo này anh em ơi. Ngôi sao Nether đây nhá. Mảnh vụn ở bên này và kim cương ở trên bên dưới này. Wow, vip. Rồi, đâu cây cung của mình đâu rồi? Rồi. Cây cung của mình nó tên là Shooting Star Bow. Ui, cây cung này không biết là nó sẽ như thế nào đây các bạn ơi. Rồi, mình sẽ thử đây nhá. Mình sẽ test đây và sau đó làm ui, con zombie này mấy con này nó ngã, mấy con này nó không sợ ánh nắng mặt trời. À, đây mình sẽ test luôn. Test luôn này. Ui. Ơ. Có cái cung này nó chả có cái gì này. Wow. Bắn nó chả ra cái gì. Ui các bạn nhìn này. Ở dưới đất này. Wow. Dưới đất lôi khói đỏ động. Ui. Không mới tin lỡ luôn. Thì ra cái cây cung này bắn ra những cái khối thiên thạch. Rồi dưới là rất là nhiều anh Ender luôn. Ok nào. Một anh Ender. Hai anh này chạy đi đâu. Ui các bạn nhìn cơ. Oh my god. Wow. Trời ơi, nhìn đẹp dã man luôn. Trời đất ơi. Wow. Dưới này của mình cháy hết sạch luôn nè. Không tin nổi luôn. Nào. Nào. Nào, triệu hồi. Triệu hồi thiên thạch. Trời ơi. Ui. Đẹp thực sự luôn các bạn ơi. Và đó là những cái cây cung VIP của Thắng. Thì các bạn thích những cái cây cung nào của Thắng theo bạn nhớ comment nha. Thắng là Thắng thích tất cả các loại cung, nhưng mà nhất là cái cung mà bắn một phát lên rồi nó rơi bao nhiêu là khối lava thiên thạch ấy, gọi là cung thiên thạch đi. Thắng thích nhất cái loại cung đấy. Thôi còn bây giờ là Thắng phải đi nấu cơm đây. Và goodbye tất cả các bạn.